Nếu trước đây việc chăm sóc hỗ trợ điều trị người nghiện ma túy chỉ được thực hiện tại các trung tâm cai nghiện ma túy chuyên biệt, thì hiện nay người nghiện có thể đến một số tuyến y tế cơ sở để được hỗ trợ. Mô hình điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị cắt cơn, giải độc tại cộng đồng, mô hình đầu tiên của tỉnh Bình Dương đang triển khai tại một số phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố Tân Uyên. Đây là mô hình điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị cắt cơn, giải độc tại cộng đồng, tại phòng khám đa khoa khu vực Khánh Bình. Mô hình này là mô hình điểm đầu tiên của tỉnh để giúp cho các đối tượng được tiếp cận nhanh chóng và được xử lý kịp thời khi lên cơn nghiện nặng. Ngoài cơ sở vật chất, vật tư y tế dùng cho công tác hỗ trợ điều trị được trang bị đầy đủ, các nhân viên y tế ở đây cũng được tham gia tập huấn về việc chăm sóc điều trị cắt cơn cho người nghiện. Triển khai cái mô hình điểm về cái tư vấn, theo dõi và hỗ trợ cái điều trị cũng như là cái cắt cơn giải độc cho những đối tượng nghiện ma túy trên cái địa bàn các xã phường thị trấn. Chúng ta sơ cấp cứu ban đầu, sau đó thì chúng ta đưa đến cái trung tâm cai nghiện chuyên nghiệp hơn. Thì đây là một trong những cái mô hình mà ngành y tế sẽ phối hợp với các ngành có liên quan quyết tâm quyết liệt triển khai thực hiện rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị cắt cơn, giải độc tại cộng đồng được bố trí tại phòng khám đa khoa khu vực Khánh Bình, phục vụ cho các phường Khánh Bình, Uyên Hưng, Phú Chánh, Vĩnh Tân, Hội Nghĩa và xã Bạch Đằng. Một điểm khác cũng được bố trí tại phòng khám đa khoa khu vực Thái Hòa để phục vụ cho các phường phía nam của thành phố. Không chỉ hỗ trợ tư vấn cho người nghiện ma túy về tác hại cũng như các thông tin hữu ích về cai nghiện ma túy, các điểm này còn kết nối các dịch vụ hỗ trợ khám chữa bệnh, xét nghiệm HIV/AIDS khi cần thiết. Triển khai cái mô hình này á là về nhân khó khăn trước nhất là về cái nhân lực. Thì cũng mong muốn là trung tâm y tế thành phố là quan tâm để bổ sung thêm cái nhân lực. Cái thứ hai nữa là bổ sung thêm cái các cái buổi mà đi tập huấn á, để được đi tập huấn để nâng cao cái kiến thức về cái bên cái phòng chống ma túy, điều trị cắt cơn bên ma túy. Dù mới triển khai thí điểm nhưng mô hình này được kỳ vọng có thể huy động các tổ chức cá nhân cùng tham gia hỗ trợ người nghiện, đồng thời tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị cắt cơn giải độc kịp thời, giúp đỡ người nghiện xóa bỏ tự ti, nâng cao nhận thức, tuân thủ việc điều trị lâu dài tại cộng đồng. Để mô hình này hoạt động hiệu quả, ngành y tế vẫn đang theo dõi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, đồng thời nhân rộng mô hình tại địa phương và các huyện thị thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.